khai nguyên, con lên pháp hội 3 ngày, con cúng dường tượng Địa Tạng và viết sớ cầu duyên cho con trai con. Con nghe thầy giảng, con về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày và ăn chay trường. Hàng tháng con phóng sinh vào ngày mùng 1 và ngày rằm. Con tụng đủ 21 ngày. Có một người giới thiệu một cô gái cho con trai con rồi cũng không biết duyên được, rồi cũng không kết duyên được thầy ạ. À, con lại phát nguyện tụng kinh tiếp 100 ngày. Nhưng lần này con không ăn chay trường được vì con bị bệnh tiểu đường, sức khỏe kém. Con chỉ ăn chay được 10 ngày chay và phóng sinh thôi. Con tụng đủ 100 ngày, con trai con gặp một người con gái khác, tìm hiểu rồi lại không thành thầy ạ. Mệt ghê đúng không? À, có người nói có duyên âm theo. Có người lại bảo cô gái yêu đầu tiên không lấy được nhau, cô ấy bỏ bùa. Con rất hoang mang, không biết thế nào. Con xin thầy có cách gì chỉ dẫn cho và giải đáp giúp gia đình con và con trai con. Con cảm ơn thầy, kính chúc thầy cát tường vạn sự như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta phải biết rằng có những việc, có những sự việc là do chính những cái người ấy phải phát khởi và phải làm. Ví dụ, tôi nói một cái ví dụ nhỉ. Ta đói, người khác có ăn thay cho mình no được không các Phật tử nhỉ? Có không? Mình khát, mình đói, người khác có ăn và có uống mà thay cho mình được không? Không. Mình đói, mình khát, người khác chỉ có thể giúp mình nấu thức ăn, mang thức ăn đến cho mình thôi. Còn mình phải gì ạ? Mình phải gì? Phải ăn. Thậm chí người ta có cho vào miệng mình mà mình miệng không nhai, không nuốt, mình có no không? Không có. Phận người làm cha, làm mẹ, sinh đẻ đứa con ra, lo cho con cái, mong cho gì? Lớn khôn trưởng thành, con trai thì lấy vợ, con gái thì gả chồng. Đó là gì? Cái tâm nguyện của người làm cha, làm mẹ, ai ai cũng mong cái điều đó. Trong cái trường hợp này, Phật tử nói rằng có đứa con trai năm nay 34 tuổi, nhiều năm trước có yêu một cô gái và không lấy được, và cô ấy đi lấy chồng rồi. Người ta đi lấy chồng rồi thì người ta gì còn tha thiết gì nữa đâu. Nếu tha thiết thì nó đã lấy con trai nhà mình rồi, mà hợp nhau thì nó đã lấy rồi. Bằng một cái nhân duyên nào đó, hoặc là nó tìm hiểu nhưng nó không hợp, hoặc là một người thì muốn, còn một người thì không. Biết đâu là gì, anh con trai của Phật tử này là yêu cái cô ấy gì tha thiết, nhưng mà làm sao để cho người ta đi lấy chồng mất rồi, cho nên bây giờ tìm hiểu những cô gái khác, không thấy cô nào bằng cái cô ấy, cho nên là cũng có thể là chưa thấy cô nào bằng cô ấy, cho nên gì? Cho nên cái duyên người ta không hợp. Cho nên cái trong cái chuyện tình cảm, tình yêu, người ta mới có cái sự tìm hiểu là như thế. Ngày xưa thì các cụ ngày xưa nói là đi tán gái, đúng không? Đi tán là gì? Tán là sao? Mình bây giờ nói nó là văn minh, là đi tìm hiểu. Ngày xưa gọi là đi tán gái. Có con gái đi tán trai bao giờ không? Hả? Cũng có đấy. Thời buổi bây giờ có hết. Bây giờ có khi con gái nhiều nữa, con gái nó còn cưa con trai cơ. Nó ngỏ lời yêu con trai luôn. Mấy bạn sinh viên hôm rồi lên dự khóa tu, có bạn nói rằng con yêu cái anh ấy, con ngỏ lời với anh ấy mấy lần mà anh ấy không đồng ý với con. Đấy, bây giờ con gái là nói thì nó mạnh dạn như thế. Thì cái chuyện này, cái chuyện tình cảm thì mình cũng không thể nào mà ép buộc được. Nó là cái nhân duyên. Thế còn cái chuyện mà bà họ bảo là cháu của con trai của bà bị cái cô người yêu trước nó bỏ bùa, cho nên bây giờ không đi lấy vợ được, không phải. Nếu nó mà còn yêu con trai của bà thì nó đã không đi lấy chồng rồi, cho nên không sợ cái chuyện nó bỏ bùa. Cái đấy là không phải, không phải lo cái chuyện đấy. Có thể là do gì, con trai của bà yêu gì cái cô ấy quá sâu đậm, cho nên bây giờ tìm hiểu cô gái nào cũng không thấy bằng cái cô ấy. Mối tình đầu mà có thể mối tình đầu nó thì nó rất sâu nặng như thế, thì cái này thì mình cũng phải khuyên, mình phải tìm để khuyên con là thôi, cái chuyện vợ chồng yêu đương nó là cái nhân duyên. Duyên mà không có, cho dù gặp nhau yêu đương nhau đấy mà không lấy nhau được thì nó cũng là cái duyên. Có duyên mà không có nợ. Người ta nói, các cụ ngày xưa nói có duyên mà không có nợ thì không thể thành vợ chồng được. Đến đấy thôi. Còn bây giờ thì nên khuyên con là thôi, thì cô ấy cũng đã đi lấy chồng rồi, có khi có con rồi. Mình cũng phải có gia đình riêng của mình, không thể ở mãi như thế được. Và
Cái đấy thì tìm cái cách thì người sống chúng ta khuyên nó thôi. Còn cái chuyện là bảo do tâm linh, mà do tâm linh thì phải tự cái anh chàng ấy phải giải quyết vấn đề tâm linh của anh chàng ấy. Tức là sao? Nó phải đi lễ. Ví dụ như pháp hội như thế này, cầu duyên thế này, nó thực, nó tha thiết muốn lấy vợ, muốn tìm được một người bạn gái tâm đầu ý hợp để chung sống với nhau đầu bạc răng long, thì nó phải đi lễ. Những cái ngày pháp hội, ba ngày pháp hội như này, nó phải lên mà lễ. Thậm chí là xin nghỉ công tác, công việc ở cơ quan mà lên mà lễ chọn cả ba ngày. Cái đó nó không làm được thì cũng bó tay. Giống như tôi nói, giống như là mình thổi cơm mang lên cho nó, để trước mặt nó mà nó không ăn thì không bao giờ nó no được. Còn phần làm cha làm mẹ lo cho con đi lễ, cho con cầu nguyện, cho con bệnh tiểu đường mà 21 ngày phát nguyện ăn chay tụng kinh cho con, đây là một việc làm rất đáng khen ngợi, rất đáng biểu dương. Rồi thêm 100 ngày nữa, tuy không ăn chay trường được nhưng mà ăn chay 10 ngày một tháng và phóng sinh mùng 1 ngày rằm, việc làm thiện này cũng rất đáng gì? Đáng tán thán, đáng khích lệ, đáng động viên. Việc đó thì làm thì có rất nhiều công đức. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng có những cái việc làm chúng ta làm tốt, chúng ta hồi hướng, nhưng mà cái đối phương của chúng ta, tức là cái người mà được chúng ta hồi hướng cho, họ không tiếp nhận. Mình nói tóm lại thì họ không tin. Họ không khởi được một chút niềm tin nào. Họ không cho rằng cái việc đó là gì? Giải quyết được cái vấn đề là cho họ gì? Tìm được một cái cô bạn gái tâm đầu ý hợp để đưa đến hôn nhân, chung sống với nhau hạnh phúc, trăm năm đầu bạc răng long, sinh con đẻ cháu, vân vân. Họ không tin á, thì chúng ta có hồi hướng á, bể hầu bể họng cũng không được. Bể hầu bể họng không được. Chúng ta có hồi hướng cả trăm năm á, cũng chẳng có lợi ích gì cả. Cái trường hợp này nó giống như gì? Trong kinh Đức Phật nói, có những cái trường hợp cầu nguyện không bao giờ được, hồi hướng không bao giờ được. Đó là sao? Ngài ví như là một lần có cái vị Bà La Môn cứ đi xuống dưới sông, dưới mùa đông, xuống dưới sông để lặn hụp ở dưới đó, để khổ hạnh ép xác. Đức Phật mới hỏi Bà La Môn đấy, tại sao ông lại đi làm như thế? Bà La Môn nói rằng, thưa Ngài, tôi làm như thế để cho gì? Để cho tôi cầu mong được tiêu trừ nghiệp chướng và sớm được sinh thiên. Đức Phật nói rằng, này Bà La Môn, nếu mà ông cho cái việc ông làm khổ hạnh ép xác, lặn hụp xuống dưới sông băng giá lạnh như vậy mà bảo được sinh thiên á, thì chẳng khác gì một cái người họ có đức tin rằng á, họ cầu nguyện, họ ném một hòn đá lớn xuống dưới sông, họ cầu nguyện và hòn đá đó một ngày nào sẽ nổi lên. Nếu mà cái người mà cầu nguyện làm sao một hòn đá ấy nổi lên được á, thì mới có cơ hội gì khổ hạnh ép xác như vậy sinh thiên. Nay chúng ta cái trường hợp của bà cụ này cũng thế, nếu mà con mà nó không tin, không tiếp nhận, hoặc là tất cả các Phật tử chúng ta hồi hướng cho bất cứ ai đó mà họ không tin, không tiếp nhận, thì cũng tương tự như vậy. Lời cầu nguyện của chúng ta không thành tựu đối với họ, nhưng chúng ta vẫn là người có công đức. Vì chúng ta tu tập theo lời Phật dạy, tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, phóng sinh, tu phúc, chúng ta có công đức. Giống như gì? Mình đi làm, chịu khó đi làm, thì mình có tiền lương, có tiền thưởng, và mình mua được cái đồ vật dụng trong nhà, đóng gạo rồi các thứ vân vân, thổi cơm, sắm các đồ trong nhà mình. Thậm chí mình thổi lên cho cả nhà cùng ăn, cho nó ăn, nhưng mà nó không ăn thì chắc chắn nó sẽ đói. Còn mình gì? Mình vẫn có để ăn. Đó. Tôi nói như vậy chúng ta hiểu được không? Đó. Đấy, cho nên cái trường hợp này bà cụ Phật tử này nên gì? Nên khuyên cái cậu con trai quý tử của mình ấy, nên đi lễ một khóa, vào cái khóa lễ gì như vậy xem. Đặc biệt là những khóa lễ mà dành cho gì? Khóa lễ Quan Âm này là dành cho các bạn, không phải là bạn trẻ thì cũng được, mà bạn chung chung 30, 40 rồi cũng được, thành tâm đi lễ. Và tự nó phải gì? Phải tụng kinh Địa Tạng nữa, nó mới tiêu cái nghiệp tiền duyên của nó ở kiếp trước đi, tiêu cái nghiệp oan khiên, oan gia trái chủ theo nó ở đời trước đi. Đó. Một thời gian nó làm được như thế thì mới được. Bằng không tự mình chúng ta cứ làm, cứ mò mẫm để làm mà nó không tin ấy, thì khó lắm, khó vô cùng.
Đấy, trường hợp này thầy xin trả lời và hướng dẫn thêm cho Phật tử này về khuyên con trai quý tử của mình cũng nên phát khởi cái thiện tâm, cái đức tin. Ở trong kinh Phật nói thì Phật pháp đại hải, tín vi năng nhập, chí vi năng độ. Tức là Phật pháp như biển lớn, có lòng tin mới vào được, có trí tuệ mới được độ thoát. Mới hiểu Phật, mới học Phật, mới tu Phật được đúng như pháp và mới có cơ hội giải thoát. Cho nên không có niềm tin, không có trí tuệ thì không bao giờ đến được với Phật. Trước tiên là phải có niềm tin đó. Chúng ta có niềm tin. Chúng ta nếu không có trí tuệ, chỉ có niềm tin thôi còn có cơ hội được Phật độ. Có trí tuệ mà không có niềm tin thì có thể càng ngày càng xa Phật các quý vị. Nếu có trí tuệ và có niềm tin, cả hai cái đều có, thì chúng ta rất dễ dàng để được Phật độ. Nhiều người ở thế gian họ coi họ là một bậc tri thức. Những người có bằng cấp giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, v.v. Những người có học thức rộng, những nhà nghiên cứu, những nhà khoa học thế này, thế nọ, thế khác, thế kia, v.v. Họ cho họ là người có trí tuệ siêu phàm. Họ tin rằng họ giải quyết được tất cả mọi công việc. Khi nói rằng thì nói đến Phật Pháp, nói đến nhân quả, nói đến luân thường đạo lý, họ bảo rằng họ có hết rồi, họ biết hết rồi. Thế thì chúng ta không có cách gì để đưa Phật Pháp vào trong tâm của họ. Cũng giống như gì, cái chiếc cốc nước nó đã đầy, ví dụ nó đầy tràn lên như thế này rồi á, chúng ta có rót nước vào, nó có chứa được nữa không? Không chứa được nữa. Vậy chúng ta muốn chứa được nước thì bằng có cách là chúng ta phải gì ạ? Có thể là đổ gì? Đổ bớt đi. Hoặc rằng là gì? Uống bớt đi, đúng không? Đầy quá thì uống bớt đi xem nhé. Uống bớt đi rồi bây giờ có thể gì? Đổ vào đây một tí. Ví dụ cái cốc nước lúc nãy là gì? Đầy cái trí tuệ thế gian của mình. Mình cho rằng bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, v.v. Các nhà văn, nhà thơ, nhà chính trị, v.v. đó. Trong cái cốc này có đầy những kiến thức ấy. Bây giờ nếu mà đem gì? Kiến thức nhân quả, đem với kiến thức gì? Từ bi hỷ xả, giáo lý từ bi hỷ xả của Đức Phật vào, nó không vào được nữa. Thì phải gì? Uống đi một chút. Uống đi một chút đó, nó mới đem được một chút cái gì? Cái đức tin. Chưa đủ. Thì chúng ta phải dẹp đi một chút cái kiến thức của mình, cái bằng cấp của mình, cái học hàm của mình, học vị của mình ở thế gian đó. Thì bỏ đi một chút thì bằng cách gì? Uống đi tí nữa. Đó, thế là còn lại gì? Bây giờ là gì? Thoải mái mà cho gì? Cho vào đây. Đó. Bây giờ chúng ta nói về đức tin, nói về nhân quả và nói về giáo lý duyên khởi, duyên sinh của Phật Pháp cho họ nghe. Họ nghe và họ tin theo, họ làm theo, họ sẽ được gì? An lạc. Đó, đấy. Ở trong nhà Phật, giáo lý của Đức Phật nói gì? Hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà được chiêm nghiệm, giải thoát từ ở trong nội tâm do công đức thực hành Pháp của Phật sinh ra. Đó. Chứ không phải hãy đến để mà gì? Để mà thấy, hãy thấy để mà gì? Mà biết, hãy biết để mà bàn luận, để mà tranh luận, thắng thua, hơn thiệt, có không, v.v. Tất cả cái đó đều là hí luận. Đến để mà thấy mà tin để mà thực hành. Người nào thực hành Pháp của Phật thì người đó sẽ được an lạc và sẽ được giải thoát trong tương lai không xa. Đó. Cho nên ở đây, cái trường hợp này thầy khuyên là nên bảo cháu nó phải đi để làm lễ và phải tự nó phải tụng kinh ở nhà. Đừng có nói là bận. Nếu nói là cháu này con còn bận lắm, nó còn đang đi làm, thế thì bó tay thôi, thì cứ đi làm đi. Năm nay 34 rồi, làm đến 35, 36, 37, 38, 39, 40, 60, 70, làm đến 80 thì cũng gì? Cũng hết. Các vị có tin làm đến 80 tuổi thì cũng hết không? Hết. Tôi cứ cho là làm đến 100 tuổi thì cũng gì? Cũng hết. Hai bàn tay trắng ra đi. Đến thế giới này, hai bàn tay trắng từ
lòng mẹ sinh ra khóc 3 tiếng, khổ quá, khổ quá, khổ quá chào đời như vậy. Và đến 100 năm sau, trước khi ra đi, mà nếu mà chúng ta không biết tới Phật Pháp, không biết tới nhân quả, không biết tới đạo lý mà tu hành, giải thoát giác ngộ, thì trước khi nhắm mắt ra đi cũng mờ mờ, mịt mịt, chẳng biết chúng ta sẽ đi về đâu. Thần thức của chúng ta lúc đó tùy theo nghiệp suốt cả 100 năm gây tạo kia mà đi đầu thai, đi chuyển hóa. Có phúc thì đi lên cõi trời, cõi người, cõi quỷ thần Atula. Kém phúc á, ngu si á, thì vào gì? Cõi súc sinh, làm thân trâu ngựa, kéo cày trả nợ, hoặc làm thân gì? Nếu độc ác nữa thì làm thân rắn rết, mãng xà, hổ lang sải báo. Nếu mà do tham lam nữa, ngu si mà còn tham lam nữa, bất hiếu với cha mẹ, ông bà, tổ tiên, không tin nhân quả nữa, thì đi vô trong đường ác thứ hai, đó là con đường ngạ quỷ, đói khát vô cùng, ngặt nghèo, lúc thì ở trên hư không, lúc thì ở trong hang đá, lúc thì ở ngoài bãi tha ma nghĩa địa, lúc ở dưới gốc cây, đói khát, khóc lóc thảm thương, nhìn thấy thức ăn đấy, nhìn thấy nước uống đấy, muốn uống không uống được. Nước uống vào liền biến hóa thành gì? Thành lửa thiêu đốt ở cổ họng. Nhìn thấy thức ăn đấy, vừa nuốt vào thì thức ăn hóa thành lửa, cháy gì? Cháy ráp thân thể, đau đớn vô cùng, khổ đau như thế, kêu gào, khóc lóc, thảm thương. Lúc đó thì chẳng có ai có thể cứu được mình nữa. Nếu mà ngu si, keo kiệt, bủn xỉn, lại còn sân hận, bất tín nhân quả nữa, sát sinh, hại vật, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, làm tất cả những cái việc ác, 10 điều ác, thân 3, khẩu 4, ý 3, việc nào cũng gì, cũng chẳng từ, sau khi chết đi, cánh cửa địa ngục ngay lập tức mở ra, thần thức của người đó lập tức vào đó, hoặc rằng trong vòng 49 ngày, như Kinh Địa Tạng nói, thần thức trôi lăn lặn hụp ở trên biển nghiệp, hết 49 ngày, do không có gì, bình thường lúc còn sống, không tin nhân quả, chẳng có ai ở nhà họ tế tự, tức là gì, làm lễ, cầu phúc cho, phóng sinh tu phúc, cúng dường tam bảo để hồi hướng cho, hết 49 ngày, thần thức đó liền đọa vào trong gì? Các địa ngục A-cha-cha, địa ngục A-ba-ba, địa ngục rau bay, địa ngục rừng kiếm, rồi địa ngục kia cột đồng sôi, địa ngục uống nước đồng sôi, địa ngục ôm cột đồng đỏ, địa ngục kéo lưỡi, địa ngục gì phanh thây, địa ngục xẻ thịt, địa ngục lột da, vân vân, nhấn đến gì? Đến A Tỳ địa ngục. Thì khi đó không biết rằng cái sự đau khổ nó đến mức độ nào. Cho nên tôi nói gì? Dẫu sống đến gì? Có 100 năm thì cũng 2 bàn tay trắng ra đi, chỉ có nghiệp theo mà thôi. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy là gì? Dẫu cho sống 100 năm mà không hề biết Pháp, không bằng sống 1 ngày. Sống 1 ngày biết Pháp, sống 1 ngày tốt hơn. Sống 100 năm mà không biết Pháp, không bằng sống 1 ngày. Sống 1 ngày biết Pháp thì 1 ngày đó gì? Tốt hơn. 1 ngày mà biết tới Phật Pháp, biết tới nhân quả, biết tới luân thường đạo lý, và có niềm tin vào gì? Vào Tam Bảo, niềm tin vào lời Phật dạy, tụng kinh, niệm Phật, giữ giới, vân vân, tu tập các việc thiện. Dẫu cho sống 1 ngày mà chúng ta chết đi, 1 ngày đó giá trị hơn là sống 100 năm không biết Phật Pháp, không biết nhân quả, không sống đúng với luân thường đạo lý. Đó. Cho nên ở đây, quan điểm của nhà Phật của chúng ta là quý ở cái chỗ gì? Biết tới Phật Pháp. Sáng nay có Phật tử nói với tôi rằng, bạch Thầy, con mới biết tới Phật Pháp, con rất là gì? Rất là mừng. Bao nhiêu năm rồi con sống con gì? Con không có tin Phật Pháp, không biết Phật Pháp, không có tin. Thấy mọi người đi chùa con gì? Thậm chí con còn chế giễu họ. Nhưng bây giờ được nghe giảng, được biết cái giáo lý thầm thâm màu nhiệm của Đức Phật, lòng từ bi, công đức của gì? Trí tuệ của Đức Phật, chúng con mới gì? Mới hiểu ra. Và bây giờ con thấy gì? Con muộn mất rồi. Tôi bảo không, chưa muộn đâu. Chưa muộn. Dẫu cho sống 1 ngày mà biết tới Phật Pháp,
còn hơn là sống trăm năm không biết tới Phật Pháp. Cho nên biết tới ngày nào, chúng ta hành trì được ngày nào, thì đó là cái nhân duyên chúng ta thì vẫn chưa mất đi. Cái duyên lành chúng ta đã gieo trồng từ nhiều. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.